Kết quả cuộc bầu cử quốc hội Argentina tin từ Buenos Aires, các đảng đồng minh của Tổng thống Cristina Fernandez đã bị giảm tỷ lệ đa số sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm cho Tổng thống Fernandez mất cơ hội sửa đổi hiến pháp để ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Các cử tri đã bầu cho một nửa số dân biểu trong quốc hội và 1/3 số nghị sĩ tại thượng viện. Tái đắc cử trong năm 2011, Tổng thống Fernandez hứa sẽ gia tăng quyền kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế. Nhưng tình trạng lạm phát, sự thiếu hụt quỹ dự trữ ngoại tệ đã làm cho Tổng thống Fernandez mất dần sự ủng hộ. Kết quả cho thấy các ứng cử viên của Tổng thống Fernandez đã thất bại tại các tỉnh quan trọng. Tổng thống Fernandez đã không thể đi vận động tranh cử từ ngày 8 tháng 10 vì phải giải phẫu lấy cục máu bầm trong não sau khi bị té trúng đầu trong tháng 8. Bà hiện vẫn còn đang tịnh dưỡng. Phe đối lập do ông Sergio Massa lãnh đạo đã tăng được 10% số phiếu trong tỉnh Buenos Aires. Ông Massa đang trở thành một ngôi sao chính trị và sẽ là ứng cử viên tổng thống trong 2 năm tới.